Anh đến công ty một cách rất tình cờ. Một ngày đẹp trời, anh tới tổng công ty truyền thông VNPT Media để xin một chỗ đậu xe ô tô trong khuôn viên tòa nhà. Không ngần ngại, lãnh đạo tổng công ty chia cho anh lô đất mặt đường, dễ cua, dễ đỗ, tránh được nắng mưa, kèm theo lời mời anh về làm quản lý công ty VNPT VAS. Chưa biết công ty VNPT VAS hình thành và hoạt động như nào, nhưng với lời giới thiệu tốt đẹp với các cộng sự tài năng, nhiệt huyết và trẻ trung, kèm theo một suất đỗ xe vô thời hạn, anh đã đồng ý thay đổi bản thân, cập bến con tàu mà ngay cả tên của các thành viên anh cũng chưa kịp biết. Bằng sự lãnh đạo tài tình, anh đã chỉ đạo và cùng đội ngũ quản lý của công ty chèo lái con tàu VAS đi qua những ngày tháng khó khăn nhất của giai đoạn tái cấu trúc, mở ra những hướng đi mới cho công ty. Khi anh nhận lời về VNPT VAS, đơn vị có doanh thu hàng năm hơn 1.000 tỷ, phải đi mời các đối tác thương hiệu đồng hành cùng hợp tác. Thời điểm hiện nay, tổng số dịch vụ công ty VNPT VAS quản lý đã lên tới 600 dịch vụ, doanh số năm 2019 hơn 3.833 tỷ đồng và kế hoạch 2020 là hơn 4.304 tỷ. Và đặc biệt, nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam cũng như thế giới đã chủ động đề xuất và mong muốn hợp tác với VNPT VAS trong các dự án lớn. Anh tới VNPT VAS mang một không khí năng động, chỉnh chu từ phong cách làm việc chuyên nghiệp tới phương châm work hard, play harder. Có làm có hưởng, có khen thưởng xứng đáng và đương nhiên là làm sai thì sẽ nhận phạt. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhiều chương trình thi đua vượt khó, giải cứu được ra đời, đem lại những hiệu ứng tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng đó, nhiều phong trào đoàn thể cũng được triển khai trong thời gian qua. Có người nói, mấy năm qua là thời kỳ hoàng kim, thời kỳ rực rỡ nhất của VNPT VAS về doanh thu cũng như phong trào tập thể. Để rồi từ đó, mọi người nhớ tới VNPT VAS là nhớ đến các ấn phẩm sổ tay VAS, VAS Vivu Busan. Và đặc biệt, nhiều người luôn thầm mong được tham gia các chương trình VNPT VAS do anh khởi xướng, nơi vinh danh những cán bộ nhân viên có đóng góp chuyên môn theo cách sáng tạo nhất với những phần thưởng giá trị lớn nhất. Ngoài thưởng tiền mặt cho các giải thưởng quý, những gương mặt đoạt giải năm còn có cơ hội đi giao lưu học tập ở nước ngoài. Có năm thì Dubai đầy nắng và gió vẫy gọi. Có năm thì Nhật Bản hoa đào nở rộ chào đón đoàn VAS. Nếu để nói về anh, những ai là nhân viên của anh sẽ có vô vàn tính từ để kể. Nào là bóng bẩy, nào là bảnh bao, nào là rất bạo. Anh luôn chỉnh chu trong mỗi lần xuất hiện. Anh là người nói được, làm được, quyết đoán, nên hầu hết nhân viên trong công ty ai cũng cảm phục và quý mến anh. Anh cũng là người đến sớm nhất công ty và là người ra về khi muộn nhất. Nhưng ngần ấy thời gian cũng không đủ để xử lý hàng chồng tài liệu trên bàn làm việc. Đã có thời gian anh phải mang việc về nhà để vẫn đảm bảo bữa cơm gia đình, nhưng không chậm deadline với nhân viên. Một người trẻ có năng lực và có đam mê trong không gian hẹp là chưa đủ. Cần một vị trí mới cao hơn, đặc biệt hơn để anh thỏa chí sáng tạo và điều hành. Một sự chia tay thật không dễ dàng chút nào. Nhanh như một cơn gió, nhưng không bất ngờ, bởi đó là điều được dự đoán trước. Trước khi đi, anh không kể khó, kể khổ. Anh dành phần lớn thời gian chia sẻ và dặn dò các cộng sự cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để khẳng định giá trị của bản thân cũng như bộ phận mình quản lý, và đặc biệt là xây dựng thương hiệu VNPT VAS thật sự lớn mạnh. Anh nói, trong 1.460 ngày làm việc tại VNPT VAS, anh luôn dành cả tâm lực và trí lực cho nơi này. Và đến lúc này, anh tự thấy rằng không có gì phải hối tiếc hay áy náy về những việc mình đã làm trong thời gian qua. Tình cảm của mọi người trong công ty dành cho nhau và dành cho anh là món quà quý nhất, bền lâu nhất anh sẽ mang đi để nhắc nhở rằng đã có thời gian anh thuộc về nơi đó. Chia tay anh như một vị trí mới. 138 anh em VNPT VAS chúc anh thật nhiều sức khỏe, vững vàng tiến bước trên chặng đường mới. Chia tay nhé, dù ngày vui ta lại gặp nhau. Chắc chắn là như vậy. Cánh cửa VNPT VAS luôn mở rộng chào đón anh về.